nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới chào mừng 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2018. Chiều ngày 31 tháng 10, Trường Trung học Cơ sở Xuân Sơn đã tổ chức hoạt động ngoại khóa với chủ đề Ngày hội chia sẻ thắp sáng ước mơ. Tới dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã. Đây là năm đầu tiên Trường Trung học Cơ sở Xuân Sơn tổ chức Ngày hội chia sẻ thắp sáng ước mơ với quy mô lớn. Tại ngày hội diễn ra khá nhiều các hoạt động phong phú như văn nghệ, khiêu vũ, trình diễn hóa trang. Theo ghi nhận, các hoạt động này đều được chuẩn bị khá công phu, bài bản với nội dung đặc sắc, sinh động, hấp dẫn, thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh trong nhà trường hưởng ứng tham gia. Thông qua các hoạt động này đã góp phần đáng kể để đẩy mạnh phát triển phong trào văn thể mỹ của nhà trường, đồng thời phối hợp cùng với chuyên môn giáo dục toàn diện cho học sinh. Các hoạt động này diễn ra tại ngày hội có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực và để lại nhiều dấu ấn đẹp trong mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và đặc biệt là các em học sinh. Qua ngày hội chia sẻ và thắp sáng ước mơ này, thì qua thời gian tới thì em cần phải cố gắng hoàn thiện mình hơn, cố gắng học tập tốt hơn để không phụ lòng thầy cô và bố mẹ đã nuôi dạy em. Và em qua việc học tập tốt thì em cần phải giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các bạn ấy có thể tiến bộ hơn trong học tập ạ. Trong những ngày mùa thu lịch sử và đặc biệt hướng tới kỷ niệm 36 năm chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Trường Trung học Cơ sở Xuân Sơn được sự nhất trí của các cấp lãnh đạo thị xã của phòng giáo dục và sự ủng hộ của các bậc phụ huynh, nhà trường đã tổ chức chương trình Ngày hội chia sẻ thắp sáng ước mơ với một mong muốn là các em học sinh có được một sân chơi bổ ích, ý nghĩa. Những công dân của thế kỷ 21 sống trong nền công nghiệp 4.0 hiện nay thì các em học sinh của chúng ta cần phải phát triển một cách toàn diện, không chỉ trong lĩnh vực học tập mà các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và đặc biệt giáo dục các em sự chia sẻ, đồng cảm, lòng nhân ái với các bạn xung quanh. Vì vậy, nhà trường đã tổ chức chương trình Ngày hội chia sẻ thắp sáng ước mơ với một mong muốn vừa tạo lên những sân chơi bổ ích để các em rèn luyện kỹ năng sống, đặc biệt là các em biết chung tay ủng hộ, giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Và thông qua quỹ thắp sáng ước mơ, nhà trường quyên góp cho ngày hội thì sẽ có một nguồn vật chất nhất định để giúp đỡ, hỗ trợ trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó và có sự động viên khích lệ kịp thời đối với các em có thành tích cao trong học tập cũng như trong các lĩnh vực thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ. Ngoài các hoạt động ngoại khóa, ngày hội chia sẻ thắp sáng ước mơ của Trường Trung cơ sở Xuân Sơn đã đón nhận sự quan tâm ủng hộ của các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm ủng hộ quyên góp với tổng số tiền trên 42 triệu đồng xây dựng quỹ thắp sáng ước mơ nhằm giúp đỡ để nhà trường có điều kiện thực hiện tốt phong trào khuyến học, khuyến tài và các hoạt động từ thiện. Tại ngày hội, Trường Trung học Cơ sở Xuân Sơn đã trao 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, đồng thời khen thưởng trao học bổng cho 20 em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập với tổng số tiền là 5 triệu đồng. Qua đó đã hỗ trợ động viên khích lệ tinh thần và giáo dục định hướng cho các em học sinh tiếp thêm nghị lực vươn lên trong học tập và hoàn thiện mình trong cuộc sống tốt hơn.